Rồi chúng ta thêm một cái chức năng nữa là plain rows. Rồi việc đầu tiên của chúng ta sẽ download cái file đó về và sau đó mở nó lên cho mình ha. Thì đây các bạn thấy ha, giữa dòng này này với cái dòng này nó gần nhau quá thì mình muốn giờ cất thêm một cái ô phía dưới thì phải làm sao đúng không? Thì chúng ta vẫn vào design, sau đó chọn plain arrow, sau đó chọn này ha thì nó sẽ cất ra một dòng cho chúng ta ha còn trường hợp thứ hai thì chúng ta remove nó đi ha vậy thôi